Đại tướng. Dạ có thần. Cả tuần nay mà trẫm chỉ mới lựa được hai bộ thôi, cũng sắp tới lễ cầu an rồi, khanh tính sao đây? Dạ bẩm bệ hạ, thần đã ra lệnh cho thợ may khắp cả nước mỗi người may một bộ thật là đẹp. Nếu như bệ hạ chọn bộ nào thì bộ đó sẽ được thưởng, còn ngược lại bộ đó sẽ bị phạt. Nên bệ hạ cứ yên tâm. Như vậy thì có nhiều quá không? Trẫm tính sơ sơ chỉ khoảng 10 bộ là đủ rồi. Dạ bẩm bệ hạ, không nhiều đâu. Người là chủ cả thiên hạ thì tất cả của cải đều là của người. Cấp báo hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trẫm miễn lễ. Tạ ơn hoàng thượng. Hóa ra là ngự sử Thanh Liêm. Có chuyện gì mà người lại làm kinh động tới hoàng thượng như vậy? Thôi được rồi, quan ngự sử, khanh có chuyện gì muốn nói với ta? Muôn tâu hoàng thượng, thần xin người thứ lỗi vì tội thần đã làm kinh động tới thánh hoàng. Nhưng thần có việc khẩn cấp cần diện kiến, mà ba ngày nay hoàng thượng không thiết triều, nên thần mạo muội xông vào đây ạ. Có chuyện gì khanh cứ nói. Muôn tâu hoàng thượng, hiện tại vùng Tây Nam nước ta đang bị hạn hán kéo dài, dẫn đến tình trạng mất mùa và đói kém. Chính vì vậy dân chúng lũ lượt kéo về kinh thành xin ăn. Hạ thần thấy tình cảnh này rất là đáng thương. Hôm nay thần xin hoàng thượng mở kho cứu đói và đề ra kế sách cứu giúp dân đi ạ. Chuyện chỉ có thế thôi mà ngươi cứ làm quá lên. Chuyện dân tình đã có hộ bộ lo, ngươi đã bàn qua với họ chưa mà đến đây làm kinh động tới hoàng thượng? Dạ bẩm, hộ bộ có chia sẻ lại với thần là đang tìm cách vận chuyển giải dốc từ Long Kinh về kinh thành, nên không có thời gian lo cho dân. Với lại họ cần phải có lệnh từ hoàng thượng nữa à. Thôi được rồi, trẫm sẽ giải quyết chuyện này. Dạo gần đây trong triều có nhiều chuyện quá, sắp tới là lễ cầu an nữa, trẫm thật là có nhiều thứ để lo toan. Hoàng thượng, cười có chuyện gì không vui sao? Ta thấy lòng thể bất an, ta muốn đi nghỉ ngơi một lúc. Nhưng mà hoàng thượng, còn chuyện đang đói. Giao việc này lại cho tể tướng. Người thấy chưa, cứ làm cho hoàng thượng không vui rồi đó. Tể tướng, người phải biết cân nhắc việc nào quan trọng hơn chứ. Nhà ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi là ngự sử quan thì ngươi có trách nhiệm khuyên can hoàng thượng. Và ngươi phải biết trong thời điểm này hoàng thượng đang quan tâm điều gì. Ngươi đang quan tâm về những bộ đồ mới. Ngươi đâu? Dạ. Lôi ngự sử quan ra đánh 20 trưởng vì tội làm kinh động tới hoàng thượng. Tể tướng, ngươi thật là vô lý, buông ta ra. Vô lý à? Tể tướng như ngài thì chỉ làm đất nước này suy yếu mà thôi. Buông ta ra. Vậy thì đánh thêm 10 trưởng nữa cho bỏ cái tội dám nói đất nước này suy yếu. Dạ. Kim Thi Sư huynh, để nè. Trời, sao để đến lâu quá vậy? Huynh chảy mồ hôi hết rồi nè. Huynh đã làm hết áo cho đệ rồi. Huynh không lấy tiền đâu, cứ đem về đi. Đem về đi. Dạ, dạ cảm ơn. Ôi già đầu quá. Ngài có sao không? Ta ta không sao đâu, cảm ơn cậu nhiều. Nhìn ngài như là một vị quan, nhưng sao quần áo lại rách bươm thế này? Không giấu gì cậu, ta bị tể tướng đánh, bởi vì ta dám có lời khuyên can với hoàng thượng. Ngài có phải là quan ngự sử Thanh Liêm không? Cậu biết ta? Tôi đã nghe rất nhiều về ngài. Mọi người đều nói ngài là một vị quan rất tốt, còn sót lại cuối cùng trong triều. Ngài chăm lo cho dân chúng khi dân tình gặp nạn đói kém mất mùa. Tôi rất khâm phục ngài. Nhưng mà không có đáng gì đâu cậu ơi. Sức một mình ta không thể thay đổi được gì để giúp cho dân đâu. Hay là như vậy đi, tôi sẽ may lại cái áo này cho ngài rất nhanh thôi. Không cần đâu, chắc là ta bị mắc vào cành cây, khi nãy ta vừa mới ngã. Ngài cứ vào đây, để tôi dìu ngài vào. Cậu là thợ may? Không giấu gì ngài, nhà tôi là thợ may ba đời rồi. Vậy hẳn lúc này cậu đang bận rộn lắm. Ta nghe tể tướng ra lệnh cho tất cả các thợ may trong cả nước phải đến dâng áo cho nhà vua mà. Đúng là có chuyện này, nhưng mà tôi không biết phải may gì cho vua cả. Chắc là hoàng thượng đã có nhiều đồ rồi. Số quần áo đó
đã làm hoàng thượng u mê đến nỗi quên cả việc triều chính, quên cả việc dân chúng đang sống khổ sở dưới chân ngài. Áo ngài xong rồi. Nhìn áo ta lành lặn như chưa từng bị rách vậy. Ngài quá khen rồi. Đa tạ nhà ngươi. Nhìn ngươi có tài đó, ta nghĩ hoàng thượng sẽ rất thích. Cho dù ngươi may cái gì đi chăng nữa, cố lên chàng trai trẻ. À, giá mà đất nước này cũng lành lặn như chiếc áo của ta thì tốt biết mấy. Dạ bẩm hoàng thượng. Từ sáng tới giờ chưa có ai dâng cho ta bộ áo nào mà vừa ý cả. Muôn tâu hoàng thượng, xin người bớt giận. Mắt thẩm mỹ của ngài quả là thật thâm sâu, chúng thần không thể nào hiểu rõ được. Việc cứu đối nạn dân như thế nào rồi? Dạ muôn tâu bệ hạ, việc cứu đối nạn dân đã có hồ bộ tích tốc lo liệu, xin ngài đừng lo lắng. Và bây giờ thần xin giới thiệu với hoàng thượng một thợ may nổi tiếng nhất kinh thành này. Thảo dân Kim Thi xin bái kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trẫm miễn lễ. Tạ ơn hoàng thượng. Trẫm nghe nói khanh là một thợ may nổi tiếng nhất kinh thành này, có đúng không? Tạ ơn hoàng thượng đã khen. Gia đình của Thảo dân ba đời nay đều làm nghề may, nhưng để nói nổi tiếng khắp kinh thành này, thật sự là Thảo dân không dám nhận ạ. Vậy hôm nay ngươi dâng gì cho trẫm? Đã nhiều đời nay làm nghề may, có một lần ông nội của Thảo dân khi đi ngang qua núi Linh Sam thì được một vị tu sĩ tặng cho một sắp giải vô cùng quý hiếm, thưa hoàng thượng. Có thể nói sắp giải này là độc nhất vô nhị ở trên đời, và hôm nay Thảo dân xin được dâng lên tặng cho hoàng thượng ạ. Khanh nói làm trẫm tò mò quá. À khoan, Thảo dân quên chưa nói với hoàng thượng, vì đây là một sắp giải rất là đặc biệt, chỉ có những người thông thái, sáng suốt, siêng năng và biết chu toàn bổn phận thì mới có thể nhìn thấy được giải và hoa văn họa tiết ở trên giải này. Còn những kẻ ngu dốt, lười biếng và xu nịnh thì không tài nào thấy được ạ. Thật là đặc biệt, trẫm tò mò quá. Đâu, mở ra, mở ra trẫm xem. Tuân lệnh thưa hoàng thượng. Ơ kìa hoàng thượng, tể tướng, hai người không thấy sắp giải của hạ thần hay sao? Hoàng thượng nhìn xem, hoa văn họa tiết ở trên giải mới độc nhất làm sao. Đúng là chỉ có duy nhất ở trên đời. Chất giải thì mềm mát, mượt mà đến nỗi nếu như hoàng thượng mặc vào, ngài sẽ gần như không cảm nhận được nó ở trên da. À ha, ta thấy chứ, sắp giải đúng như lời người nói, hoa văn họa tiết thật là tinh xảo và bắt mắt. Đúng là một loại giải đẹp thưa hoàng thượng. Thật à, ngươi thấy nó đẹp à? Dạ đúng ạ. Bây giờ mà ta nói ta không nhìn thấy thì lẽ nào ta là người lười biếng sao? Đẹp, đẹp lắm, rất là vừa ý với ta. Người đâu? Dạ, ban thưởng. Tạ ơn hoàng thượng khen ngợi. Vậy thì thần xin phép đem sắp giải này về để mai cho hoàng thượng một bộ long bào. Nếu như hoàng thượng mặc bộ long bào này vào ngày lễ cầu an sắp tới thì có thể tỏ rõ hào quang thiên tử của người. Được, trẫm chuẩn tấu. Tạ ơn hoàng thượng. Lui.
Chào ông thợ may. Đang làm việc hăng say quá hả? Trời mưa gió thế này mà ngài tể tướng lại ghé đây, thần không kịp nghênh đón, mong ngài thứ lỗi bỏ qua cho. Không cần khách sáo quá đâu. Đa tạ. Không biết ngài tể tướng đến đây có chuyện gì ha? Trên đường ta đi công việc ngay qua đây, ta ghé vào để xem tình hình người may áo cho hoàng thượng tới đâu rồi, có kịp cho lễ cầu an sắp tới hay không. Xin ngài tể tướng đừng lo, thần sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể. Nhưng mà ngài cũng phải thông cảm cho thần. Như tể tướng thấy đó, thần phải cẩn thận và tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ thì mới có thể may được một chiếc áo rồi dâng lên cho hoàng thượng, vì y phục xứng kỳ đức mà. Được rồi, ta hiểu mà. Mà nhà ngươi may tới đâu rồi? Ngài không thấy sao? Thần đang cắt tay áo cho hoàng thượng nè. Ta thấy mà. Mà là nhà ngươi cắt cái vai hơi to đó. Những thợ may trước đây cũng làm như vậy á. Ta thấy là hoàng thượng không có thích cái điều này. Thần sẽ sửa ạ. Ngài tể tướng à, không biết là ngài thấy quả tiết này để dọc hay nghiêng thì sẽ hợp với sắp giải này hơn ha. Theo như ta thấy á, thì người cứ để dọc thần áo để thấy được sự uy nghiêm của hoàng thượng. Ôi, tể tướng thật sáng suốt. Ngài đúng là trường cột của nước nhà, thấu hiểu tâm tư của đấng chí tôn. Thôi, ta về đây, ngươi cứ làm việc tiếp đi, nhớ phải xong trong 2 ngày sắp tới. Dạ thần hiểu, đa tạ tể tướng. Ta đi đây. Sao rồi? Tình hình như thế nào? Bẩm hoàng thượng, nó cực kỳ đẹp. Mặc dù hắn ta chỉ mới may được có 2 cái ống tay áo thôi, nhưng thần tin chắc đây sẽ là một bộ long bào đẹp nhất trên đời. Khanh nói thật chứ? Dạ thật. Thoạt đầu thần chỉ nghĩ hắn là một thợ may bình thường, nhưng khi nhìn vào cách hắn làm việc, từng đường kim mũi chỉ rất là điêu luyện. Lời của Khanh nói làm trẫm tò mò quá. Ngày mai đích thân trẫm phải đến xem mới được. Hoàng thượng chí phải, chí phải. Thần sẽ đưa theo một số quan tháp tùng để cùng bệ hạ đến đó. Hoàng thượng gia lâm. Hạ thần bái kiến hoàng thượng. Miễn lễ. Đa tạ hoàng thượng. Đây là long bào của trẫm sao? Đây chỉ là cái khay thôi hoàng thượng. Long bào của ngài ở đây, ngài không thấy sao? Làm sao mà trẫm không thấy? Chỉ do trẫm không ngờ bộ long bào lại đẹp như vậy. Đúng không các khanh? Dạ tâu bệ hạ, đúng như vậy à. Dạ chúng thần quá bất ngờ vì vẻ đẹp của chiếc áo, cho nên chúng thần hơi lơi lạ chút. Dạ, quả là tay nghề thượng hạng. Thần đã ngạc nhiên vô cùng đến nỗi thấy nổi bật và sang trọng như vậy. Bộ quần áo này được làm ra chắc chắn là chỉ để dành riêng cho hoàng thượng mà thôi. Đa tạ hoàng thượng, đa tạ các quan đã quá khen. Hoàng thượng à, hay là ngài ngự làm thử cái tay áo này? Thần đã sửa nó nhỏ lại như ý kiến của quan tể tướng đây à. Ừ, được. Không, bên đây nè thưa hoàng thượng. Dạ. Tâu hoàng thượng, thần thiết nghĩ là hoàng thượng nên mặc nó vào để xem nó như thế nào. Dạ đúng vậy chứ hoàng thượng à. Hoàng thượng nên mặc thử vào để coi nó đẹp cỡ nào thưa hoàng thượng. Không được. Tại sao? Thưa tể tướng, ngài không thấy thần chưa thiêu xong phần tà áo sao? Đúng rồi đó tể tướng, tà áo vẫn chưa được thêu mà. Dạ bẩm, thần cũng thấy vậy, nhưng thần thiết nghĩ mình mặc vào một tí thì đâu có làm sao. Dạ đúng đó bệ hạ. Bệ hạ bận chút xíu có làm sao đâu. Không được. Hoàng thượng à, thần không để cho ngài mặc một cái áo chưa hoàn thiện được.
Nếu vậy thì còn đâu là uy tín của thần, còn đâu là oai nghiêm của người nữa. Hoàng thượng là bậc thiên tử chí tôn, chỉ được mặc những món đồ hoàn hảo nhất. Hay là hoàng thượng cho thần thêm thời gian để thần hoàn thiện chiếc áo này. Thần cam đoan là thần sẽ hoàn thiện xong chiếc áo này trước khi lễ cầu an bắt đầu. Thôi được, ta cũng không làm khó ngươi. Thật ra hôm nay trẫm đến đây cũng chỉ để xem tiến độ nhà ngươi làm tới đâu rồi, và xem kiểu dáng có vừa ý trẫm hay không đó mà. Nhưng ngươi phải nhớ, phải mang áo đến cho trẫm trước khi trẫm làm lễ rước đến miếu cầu an. Nhớ đó. Hạ thần xin tuân lệnh. Người đâu? Dạ. Hồi cung. Tuân lệnh. Cung tiễn hoàng thượng. Sắp đến giờ rước rồi mà không thấy mặt mũi tên thợ mai đâu cả. Hoàng thượng, xin ngài bớt giận, có lẽ là hắn ta đang trên đường đến đây đó. Cái gì chứ? Cả tháng nay vì chờ chiếc long bào kỳ diệu của hắn mà ta không may được bộ đồ mới nào cả. Hôm nay nếu hắn không đến thì ta phải mặc lại bộ đồ cũ rồi. Ơi, thật là mất mặt triều đình mà. Hoàng thượng, xin ngài hãy bảo trọng long thể. Bộ đồ vai to lần trước mình vẫn còn dùng được đó hoàng thượng. Thôi dẹp đi, bộ đồ xấu xí đó, ta mặc một lần đã đủ xấu hổ lắm rồi. Ngươi cho người đi tìm tên thợ mai đó, hay là ta chém đầu ngươi. Dạ, xin hoàng thượng tha tội, xin hoàng thượng tha tội. Thảo dân xin bái kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Kim Thi, miễn lễ, miễn lễ. Khanh làm cái gì mà lâu vậy hả? Làm sao trẫm kịp thay đồ để tới thấy miếu làm lễ đây? Xin hoàng thượng bớt giận, Thảo dân thật sự đã rất chăm chỉ cho đến mũi kim sau cùng mà. Thôi thôi, ngươi mau mặc long bào cho hoàng thượng đi, nhanh lên. Tuân lệnh. Đúng rồi. Tể tướng, xin ngài cầm giúp thần. Nhưng mà đây là long bào của trẫm đây sao? Dạ đúng ạ. Ngươi lẹ tay lên, nhanh lên, hoàng thượng đang đợi. Dạ, đây là long bào của hoàng thượng. Bây giờ thần xin mặc lần lượt từ áo trong cho tới long bào cho người. Chiếc áo này mềm và nhẹ tới nỗi khi hoàng thượng mặc vào, người sẽ gần như không cảm nhận được là mình đang mặc. Còn những người thông thái, siêng năng và tận tụy như ngài tể tướng đây thì chắc chắn có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của chiếc áo này khi được khoác lên người của hoàng thượng ạ. Đúng vậy thưa hoàng thượng, thợ may Kim Thi nói rất là đúng ạ. Đã mặc vào rồi sao? Dạ đúng rồi thưa hoàng thượng. Hoàng thượng, ngài thấy thế nào? Thật là lúc mới mặc vào trẫm cảm thấy hơi ấm, sau đó thì trẫm cảm thấy mát, còn bây giờ thì trẫm lại có cảm giác như là không mặc gì đó. Dạ bẩm hoàng thượng, long bào của ngài thật là đẹp, hoa văn họa tiết thiêu chìm nổi cực kỳ công phu và tinh xảo, hình rồng bay uốn lượn rất là sống động, mỗi lần ngài di chuyển đến đâu thì rồng bay tới đó. Có thật là có con rồng uốn lượn thật sao? Dạ đúng ạ. Tể tướng đúng là có con mắt nhận xét. Đa tạ tể tướng đã khen ngợi ạ. Bẩm hoàng thượng, xin hoàng thượng hãy cho thần ý kiến ạ. Thật ra trẫm chỉ muốn thử xem mắt thẩm mỹ của khanh thôi, chớ ngay từ đầu trẫm đã thấy nó đẹp, rất là vừa ý trẫm. Nào, bây giờ chúng ta mau ra ngoài. Ra ngoài để cho tất cả mọi người được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chiếc long bào kỳ diệu này. Mấy năm nay á, dân chúng của mình á, ai cũng đói ai cũng khổ, mà hoàng thượng á, có bao giờ mà quan tâm tới đâu.
Nhưng mà không ngờ hôm nay á thì lại giá đáo tới đây. Ồ, không biết chừng nào vô tới nữa ha. Mà ông Thu này đi. Nào giờ có biết thương dân gì đâu. Đừng lớn quá ngang, đừng lớn tiếng quá nha con. Bữa nay tới đây làm gì không biết nữa. Nè, các ngươi, đó giờ các ngươi có nghe nói cái vấn đề long bào của hoàng thượng chưa? Dạ có chứ, phải mai cả tháng trời mới xong á. Lâu dữ vậy. Đúng rồi, trời đất ơi, đâu phải dễ đâu. Nghe nói á, đó là loại giải kỳ lạ hiếm có, chỉ có người thông minh và chăm chỉ mới nhìn thấy được nó thôi. Vậy hả? Đúng rồi, đúng nó, khó lắm chứ phải dễ đâu. Tò mò ghê á. Chắc lắm á ha. Long bào của hoàng thượng mà không đẹp sao được. Hoàng thượng giá đâu? Ê, mấy đứa. Hoàng thượng tới rồi kìa. Bày chỗ kìa. Tới rồi. Trẫm miễn lễ. Các khanh hãy bình thân. Tạ hoàng thượng. Tể tướng. Dạ, có hạ thần. Tại sao trẫm thấy các thần dân ở đây có vẻ đang bàn tán về bộ long bào mới của ta? Muôn tâu hoàng thượng, cái bọn dân đen ngu muội này thì đâu có nhìn thấy được. Giả lại, nếu mà nhìn thấy thì chỉ có những người thông minh, thanh liêm, chính trực. Cái đồ ông vua cái trần không mặc đồ. Tể tướng. Dạ, có. Chuyện này là sao? Tên kia, xuống đây. Sao mà nó gan dữ vậy? Tao hoàng thượng mà nó cũng dám chọc nữa. Quỳ xuống. Ngươi thật to gan, tại sao dám cười ta? Để tên kia, ngươi đang làm gì vậy? Thưa hoàng thượng, xin hoàng thượng hãy lấy áo con mà mặc. Con lại, tại sao con lại cho áo ta? Dạ thưa hoàng thượng, nhà con cũng xa ở đây lắm, nhưng mà do hạn hán trước mùa nên là con phải lên kinh thành để xin ăn. Nhưng mà con cứ tưởng á, con lên kinh thành này là con là nghèo nhất, ai ngờ hôm nay gặp hoàng thượng còn nghèo hơn cả con, không có áo để mặc nữa. Nhưng mà không sao, hoàng thượng cứ mặc đi, tại vì thợ may Kim Thi có cho con nhiều áo lắm, người mặc đi. Ngươi thiệt là to gan mà. Tể tướng. Dạ có thần. Mau đem vàng bạc, lụa là gấm dốc ban thưởng cho cậu bé này và tất cả các thần dân ở đây, bởi vì họ đã dám nói ra sự thật. Dạ tuân lệnh nè. Con mau bình thân. Đa tạ hoàng thượng. Con hãy mặc áo lại. Hồi cung. Tên thợ may kia, ngươi dám gạt trẫm? Ngươi đã để cho tất cả thần dân cười vào mặt trẫm sao? Nói cho trẫm biết, ngươi đã ăn gan hùm mật gấu hay sao? Muôn tâu hoàng thượng, chính hoàng thượng là người đã cho thần cái gan để may ra chiếc áo đó. Ngươi nói sao? Hoàng thượng hãy nghĩ xem, nếu như ngay từ đầu hoàng thượng nói là không nhìn thấy sắp giải và đuổi thần đi, thì làm sao thần có cơ hội để may cho hoàng thượng bộ long bào đó? Ta... Chính hoàng thượng và các quần thần đều sợ nhận mình là những kẻ lười biếng, ngu dốt và xu nịnh, cho nên mới tưởng tượng ra cái áo đó. Hay nói cách khác, chính hoàng thượng là người tự may ra chiếc áo đó và mặc lên người. Chiếc áo mà người mặc ra đường ngày hôm nay chính là được dệt nên từ những lời xu nịnh, những lời vuốt đuôi của các quan. Họ là những người sợ mất lòng hoàng thượng, cho nên không dám nói ra sự thật. Họ không dám nhận mình thiếu năng lực, nhưng lại cùng nhau tự tố cáo mình. Tên này ngươi nói lộng ngôn. Xin hoàng thượng hãy dạy hắn ta vào ngục tối xử trảm để răn đe thị chúng. Thần có chết cũng không tiếc, nhưng chỉ xin hoàng thượng, xin ngài hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Bên ngoài kia còn rất nhiều thần dân đói khổ, đang mong ngài đoái thương quan tâm đến họ. Xin người hãy trọng dụng những vị quan thanh liêm như quan ngự sử,
Họ tuy là những người nói sự thật mất lòng, nhưng đều là lời suy tư cho đất nước. Người đâu? Sao còn chưa giải hắn ta đi? Khoan đã. Hoàng thượng, Khanh hãy đứng lên đi. Khanh nói đúng lắm, ta quả là nông cạn. Trước giờ ta chỉ quan tâm đến những bộ long bào của ta, mà quên rằng thần dân của ta cũng cần được quan tâm. Hôm nay khi gặp được một cậu bé nhỏ xíu nhưng rất là hiểu chuyện, ta cảm thấy xấu hổ về mình. Người nói đúng, chính ta sợ thừa nhận rằng mình là một kẻ ngu ngốc, cho nên ta cứ ảo tưởng ta làm việc gì cũng đúng. Hoàng thượng, người không bao giờ sai cả. Người dạ. Là hoàng thượng. Tể tướng à, đáng lý Khanh phải dũng cảm hơn ta. Khanh đã làm quan từ thời của cha ta, tại sao Khanh lại không phò tá cho ta, cùng ta cai trị đất nước? Khanh đã tham quyền cố vị, chỉ muốn an toàn, hưởng vinh hoa phú quý. Hoàng thượng, hạ thần đã biết tội của hạ thần rồi, xin hoàng thượng khai ân. Ta chỉ thị bãi chức nhà ngươi và phong ngự sử Thanh Liêm lên thay. Niệm tình ngươi đã có công phò tá đất nước từ thời cha ta, cho nên chỉ tịch thu gia sản, đuổi về quê. Đội ơn hoàng thượng đã tha mạng. Bái kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Khanh hãy bình thân. Ta nghe nói Khanh bị bệnh nặng, cho nên ta gọi Khanh tới đây để tặng cho Khanh bộ quần áo này. Đây chính là bộ quần áo mà nhà may Kim Thi đã kỳ công. Nghe nói bộ quần áo này chỉ có những người siêng năng, tận tụy với công việc thì mới nhìn thấy nó. Nào, Khanh hãy nhận bộ quần áo này của trẫm. Xin hoàng thượng tha tội, tội thần đáng chết ạ. Tội thần không làm tròn chức vụ và bổn phận của mình, nên tội thần không nhìn thấy đó, nên tội thần không dám nhận lấy phần thưởng là chiếc áo này của hoàng thượng ban cho ạ. Đứng lên, Khanh đứng lên đi. Đúng là chiếc long bào kỳ diệu. Khanh đúng là một vị quan thanh liêm. Từ nay Khanh hãy thay thế tể tướng, phò tá cho ta, cùng ta cai trị đất nước. Dạ thần đội ơn hoàng thượng. Đội ơn hoàng thượng. Hoàng thượng anh minh. Ủa, Nụ. Quỳnh Ốc. Nụ đi chợ về hả? Dạ. Quỳnh bán hết chưa? Còn hai con, thôi Nụ đem về nấu canh ăn luôn đi. Dạ thôi, Quỳnh để Quỳnh bán đi. Mỗi chút Quỳnh bán mau về sớm nha. Ừ, đa tạ Nụ. Thôi nhưng mà còn có hai con à, Nụ đem về nấu canh ăn đi, ngon lắm. Dạ thôi, Quỳnh để bán đi. Vậy muội về nha. Ừ, muội về. Dạ. Ê Ốc. Nụ, lấy cá về, ăn đi. Ốc nó nghe nè, sao không lấy cá cho con Nụ đi? Trời, cá này con bắt cực gần chết à, mà cho gì? Trời ơi, con Nụ vừa đẹp người đẹp nết. Tôi với mà có thằng con trai á, là tôi hỏi cưới nó về làm dâu luôn. Thôi tôi về nha.
Nàng đi đâu vậy? Nàng nữ xinh đẹp giỏi giang, hiền lành đảm đang của ta đây rồi. Công tử. Đi đâu công vậy? Tử à, công tử tránh đường cho tôi về, tôi còn phải nấu cơm cho phụ thân nữa. Hay lắm, vậy ta càng thích. Tất cả những cô gái làm thiếp của ta lúc đầu họ đều y như nàng, kết quả thì sao, cũng về làm thiếp của ta thôi. Công tử, xin công tử đừng làm vậy mà. Nếu không tôi la lên là mất thanh danh của người đó. Thanh danh hả? Thanh danh là cái gì? Mất á thì cha ta mua cái khác. Nhà ta thiếu gì vàng bạc, mua cái gì mà không được. Mà nàng lại quan tâm làm gì? Nàng thích ta đúng không? Nàng cứ về làm thiếp ta đi, ta sẽ cho nàng nhiều của cải. Xin lỗi công tử, tôi về. Đi đâu? Công tử. Nếu mà nàng không về á thì cũng được thôi, với một điều kiện. Ta với nàng đi qua đó một chút. No. Công tử, công tử làm cái gì vậy? Nụ à. Trời ơi. Công tử, ta đi mà. Công tử ra. Ta thương chị, ta đi. Công tử ra. Nàng muốn gì cũng được hết. Công tử ơi, thả tôi ra. Chị, ta đi mà. Nhà ngươi hả? Không phải ta à nha. Là hắn á. Ông có chứ không phải con đâu cô chủ. Ngươi đổ thừa ta hả? Ngươi cầm cây rõ ràng. Mày đứng đó làm gì? Xuống bắt nó cho ta. Xuống đây. Dạ cô chủ bảo trọng nha, con chạy trước đi. Cái thằng mày. Sao? Cô đánh nhau không? Mày nhớ tao đó. Nhớ cái cù lôi nè. Nhát gan. Nụ ơi, nụ có sao không nụ? Mùi đa tạ Quýnh Ốc nha. Không có gì đâu. Không nhờ Quýnh Ốc tới kịp á, không biết tên công tử kia tính làm cái gì nữa. Trời, có gì đâu. Sẵn Quýnh đi đường, Quýnh thấy ai Quýnh cũng giúp vậy hết à, chứ không phải riêng về nụ đâu. Ê, túi của nụ kìa. Nè nụ. Đa tạ Quýnh. Mà Quýnh Ốc bán xong rồi hả? Đúng rồi, Quýnh bán xong hết rồi. Dạo này mẫu thân Quýnh khỏe không Quýnh? Muội định ghé thăm nhưng mà chưa có dịp. Trời, nội tính ghé thăm mẫu thân Quýnh hả? Đúng rồi, mẫu thân Quýnh á bệnh hoài à, không biết sao cứ bệnh liên miên á, ho nóng rồi này kia. Bữa nào nụ qua thăm mẫu thân Quýnh nha. À, muội có một liều thuốc xong rất là hay á, để vài hôm nữa muội mang qua dùng thử cho mẫu thân Quýnh khỏi bệnh nha. Thiệt hả nụ? Ừ. Đa tạ nụ nhiều. Không có gì đâu. Mà nụ ơi, nói nụ nghe nè. Quýnh Quýnh có cái này muốn cho nụ mà không biết nụ có thích không. Bây giờ á, nụ đứng đây chờ Quýnh chút nha, để Quýnh đi lấy. Dạ. Đứng đây nha, đừng đi ngang, đừng đi đâu hết nha. Dạ. Quýnh tính cho mùi cá hả? Trời, cá thì thường lắm, ngày nào cũng ăn cá hết mà. Cái này là hồi nãy Quýnh á đi dở câu mấy con cá rồi lội dưới sông á, thấy cái bông này đẹp quá nên cái Quýnh làm nhẫn tặng nụ. Nụ đừng có chê, nụ nhận nha. Mùi có chê cái gì đâu. Thiệt hả? Nụ đồng ý thiệt hả? Quýnh đa tạ nụ. Thì Quýnh gửi cho nụ, bây giờ nụ xài tay ra đi. Quỳnh đang nỉ đó, mùi đồng ý rồi mà sao mà đổi ý mau quá vậy? Mùi có đồng ý với Quỳnh cái gì đâu. Thì đồng ý là lấy nhẫn đó. Trời, Quỳnh khéo tay quá à. Nụ cảm ơn Quỳnh nha. Nụ. Nụ đi về khỏe nha, đi thư thả nha. Nhớ lần sau qua thăm mẫu thân Quýnh nha. Nãy muội hứa rồi đó. Muội biết rồi. Dạ, dạ, dạ. Thôi đừng loa, 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 loa. Đại ngon chớ. Dân làng ai biết chữ bệnh, xin mời đến Dinh Chi Quyện.
chữa bệnh cho phu nhân. Loa, dân làng ai biết chữa bệnh xin mời đến dinh tri huyện chữa lính. Bệnh cho phu nhân. Tôi biết. Ừ, người biết chữa bệnh à? À không, ý tôi nói là tôi biết được một thầy lang giỏi trị bệnh lung lắm đó đa. Ủa, vậy nhà thầy lang đó ở đâu? Trước khi tôi chỉ nhà thầy lang, tôi sẽ nói trước cho hai huynh lính biết. Cái người thầy lang này á có tài nhưng mà cũng có tật. Ủa, nhưng mà bây giờ làm sao để biết đó là thầy lang và ổng có tật gì? Nè, để tôi nói cái tật của thầy lang cho huynh biết nha. Ngươi nói lại đi. Có nghĩa là thầy lang rất giỏi nhưng mà thầy không biết thầy là thầy lang. Ừ. Trừ khi á là mình phải làm cho thầy đau. Đau thiệt là đau. Ừ. Và bằng cách là đánh thật là mạnh cho thầy nhớ, đặng thầy nhớ mình là thầy lang. Ừ. Lúc đó thầy sẽ nhớ mình là thầy lang thiệt, sẽ biết tự động cứu người. Vậy làm phiền chỉ nhà giùm tôi được không? Đây, huynh nhìn thấy cái nhà đằng đó đó. Ờ. Huynh thấy cái nhà lá không? Ở trong cái nhà lá đó có một cụ bà là mẫu thân của thầy lang, và thầy đó tên là thầy Ốc. Đa tạ ngươi. Nhớ nha, nhớ đánh thiệt là đau nha. Đánh thiệt là đau thầy mới nhớ. Đa tạ nha. Đa tạ. Đi. Chủ hay thiệt nghe. Mẫu thân ơi. Ơi, con về rồi hả? Dạ con về rồi. Sao rồi con, bữa nay nhiều không? Dạ nhiều lắm. Kìa, con đã nói rồi, mấy cái việc này á để con làm. Cái thằng, sao mẫu thân làm hoài vậy? Không có sao, mẫu thân khỏe rồi, mẫu thân đỡ rồi, nằm nhiều nó mệt lắm. Mấy việc này nó nhẹ nhẹ để mẫu thân làm cho. Nhưng mà một lần này nữa thôi nha, mời mốt để con làm đó. Ừ. Hứa nha. Ừ. Dạ. Hôm nay con bắt được nhiều lắm á. Wow, nhiều quá. Con trai mẫu thân giỏi quá. Dạ thôi để đây đi. Chút nữa con đem xuống con nấu cơm. Bữa nay là món mới cho mẫu thân nha. Dạ. Chuyện gì vậy? Thì ra nhà thầy lang ở đây. Dạ, xin mời thầy lang về chữa bệnh cho phu nhân ạ. Trời, mấy huynh ghẹo đệ chi không biết. Đệ đâu phải là thầy lang gì đâu. Đệ là ốc. Đệ đâu có biết chữa bệnh gì đâu mà kêu là thầy lang. Chàng ở con trai tôi cứ tối ngày mò cua bắt ốc, chứ có biết cái gì thuốc thang mà mấy chú nói vậy. Dạ đúng rồi đó. À thì ra bây giờ phải có cách làm cho ngươi nhớ lại đúng không? Được rồi, lính. Ủa? Cầm lính. Đây. Là sao? Nằm xuống. Cái gì vậy? Mấy người làm gì con tôi vậy? Cái gì vậy? Mấy chú, bởi người ta cứu người. Cứu người. Bà tránh ra. Thả con ra. Tôi bắt bà luôn bây giờ. Mấy chú ơi. Nè, tránh ra. Tránh ra. Đừng đụng tới mẫu thân ta. Được rồi, chữa bệnh thì chữa. Bây giờ nhớ ra chưa? Mẫu thân, con đi lần này, mẫu thân ở nhà bình an nha. Đừng có lo cho con không sao đâu. Mà con có biết chữa cái gì đâu. Dạ, kệ đi, chứ con không sao đâu. Mẫu thân con đi cẩn thận nghe. Dạ. Cẩn thận nghe con. Ngay từ đầu ngươi nói ngươi là thầy lang, đâu phải bị đòn như vậy. Đi thì đi. Đi. Đi lẹ lên. Từ từ bế quan ơi. Bây giờ cái mông tôi muốn tét ra luôn. Đi không có nổi nữa. Ôi da. Ráng đi. Ráng rồi. Ráng cái gì mà ráng. Tự nhiên xui xẻo dính cái vụ này. Ôi da. Nụ ơi. Cô huynh. Đau quá. Đi lẹ lên. Nụ ơi. Lẹ đi. Đi lẹ lên. Từ đi. Từ quan ơi. Đấm lưng cho tao coi. Lẹ đi. Mày đừng có để quan đợi lâu. Sao mà lẹ được. Dạ dạ. Dạ bẩm quan. Hả? Thầy lang đã tới ạ. À. Thầy lang. Dạ. Xin mời thầy ạ. Dạ đa tạ. Đa tạ thầy nhiều lắm ạ. À. Rất vui hôm nay được thầy đến đây chữa bệnh cho phu nhân của tôi. Trời, tôi lo lắng quá. Dạ đa tạ thầy. Bay đâu, kêu phu nhân ra đây. Dạ dạ, Quang ơi. Con nói thiệt với Quang, con không có biết chữa bệnh. Dạ, con giỏi bắt cá với lại làm ruộng thôi hả? Nói gì vậy? Nông dân bắt cá là sao? Dạ, con nói thiệt, con là nông dân thứ thiệt. Con biết chữa bệnh gì đâu. Biểu coi. Dạ Quang. Dạ. Thiệt không? Dạ thiệt Quang. Dạ.
Dạ. À, được rồi, à, tôi có cách để giúp cho thầy nhớ lại, để biết mình là ai đúng không? Bảy đâu? Dạ. Dạ. Ý lệnh, giúp cho thầy nhớ lại coi. Dạ. Vô. Ủa, vậy là sao vậy Quang? Để giúp thầy nhớ lại coi thầy là ai, để coi thầy có phải là thầy đang trị bệnh không nghe. Mày đâu? Đã đi. Nhớ chưa? Dạ, lại Quang con nhớ rồi. Phải thầy chữa bệnh không? Dạ, đúng rồi. Phải thầy Lan không? Dạ, phải. Dạ, xin thầy tha lỗi. Nếu mà thầy nhớ sớm chút thì thầy đâu có bị ăn đòn như vậy. Trời, chết con rồi Quang ơi. Bây giờ tôi kêu phu nhân tôi ra đây để cho thầy chữa bệnh nha thầy. Dạ. Mày đâu? Dạ. Đưa phu nhân ra đây. Dạ. Phu nhân tôi đã ra, thầy chữa bệnh liền đi thầy. Đây là phu nhân hả? Ừ. Dạ, nhưng mà bây giờ mấy người này bây giờ có thể mời đi chỗ khác thì con mới chữa được. À, mọi người đi chỗ khác mới chữa bệnh được hả? Dạ, đúng rồi. Ra ngoài. Dạ. Lên, dạ. Ra ngoài hết. Dạ. Lùi dạ, ra. Dạ. Bên kia. Đi. Đi. Ra ngoài. Ra ngoài. Nhảy lên. Ra ngoài. Tất cả ra ngoài hết. Rồi. Đi hết rồi. Dạ. Dạ. Thầy chữa bệnh cho phu nhân của tôi đi. Dạ, Quang cũng đi luôn à? Tôi cũng đi luôn hả? Dạ. Dạ đúng rồi. Quang đi thì con mới thăm khám kỹ cho phu nhân được. Phu nhân ở đây để cho thầy chữa bệnh nghe. Thầy hãy chữa bệnh cho phu nhân tôi liền nghe. Dạ. Tôi đi nghe phu nhân. Phu nhân bị sao vậy? Phu nhân tôi bị mắc xương á, rất đau và khó chịu. Ăn uống thoải mái, không mời tới, giờ mắc xương kêu tới. Ngồi uống miếng nước rồi trị bệnh được không? Dạ dạ, tôi mời thầy ngồi. Dạ mời thầy uống nước. Dạ mời thầy. Trời trời, chết tôi rồi, đau quá tôi. Cần cái gì mà coi? Đã ông chết rồi. Cái mông của tôi. Thôi, cười cái gì mà cười nữa. Cái mông vậy sao trị bệnh bây giờ? Lấy đồ ra đây cho tôi trị cái mông. Mông lành rồi tôi mới trị bệnh được. Lấy gì là lấy gì thầy? Thì trứng gà. Mà thôi. Hả? Lấy muối ra đây. Dạ. Dạ đây thầy. Muối đây ha. Dạ. Mà phải muối không? Mặn là biết muối rồi thầy. Ờ. Đắp cái mông nè. Ôi à. Ôi à đau quá. Ôi à. À đúng rồi. Thôi đi. Thôi mạnh lên. Mạnh lên. Cục xương nè bà ơi. Thầy. Được rồi. Trời. Phu nhân đừng nói với ta là phu nhân nuốt nguyên con cá. Người ta mắc xương. Chỉ một miếng vậy thôi là đã chết rồi. Phu nhân còn sống là kỳ tích rồi đó. Ăn uống như vậy đó, mai mốt đừng như vậy nghe. Phu nhân nhớ lời ta nói đó. Ui da, ui da, ui. Cái bông đang đau mà quên cứ ngồi. Ông ơi, ông à. Thôi thôi, tội rồi, cơ quan chi nữa ta về. Ngươi đã làm gì? Lên đâu? Ngươi mang vô đây. Ngươi đã làm gì phu nhân ta? Không có, giờ không có. Sao rồi hả? Ngươi đã làm gì mà phu nhân ta không nói chuyện được là sao? Dạ, vậy bọn tôi không có hả? Chờ đó. Tôi khỏe rồi. Đúng rồi, phu nhân hết bệnh rồi. Phu nhân ăn sao mà nuốt nguyên con cá. Bây giờ nhả cái xương ra rồi đó. Phu nhân hết thiệt rồi hả? Trời ơi hay quá. Đa tạ thầy nhiều lắm. Thầy dạ, dạ. Thật là giỏi. Dạ, thưa thầy Lan, phải nói là tài nghệ của thầy quả là tuyệt đỉnh cao siêu. Dạ, thầy giỏi như vậy mà không đi trị bệnh cho nhiều người thì thật là uổng quá. À, sáng nay tôi sẽ giới thiệu với thầy. Tiểu thư con của quan phủ cũng đang bị bệnh. Vậy bây giờ nhờ thầy lên trển giúp cho tiểu thư con của quan phủ được không à? Thôi, con lại quan, con không có trị bệnh được đâu. Con là nông dân nghèo thôi à. Nông dân hả? Dạ. Thầy là thầy mà. Con không phải. Mày đâu? Dạ. Thầy là ai? Thầy nhớ thầy là ai? Dạ. Dạ. Thôi được rồi.
Con là thầy, con là thầy. Dạ đa tạ thầy nhiều lắm. Dạ đội dạ, thầy có cái tật hay quên, mà mỗi lần thầy quên thì tôi phải giúp cho thầy nhớ. Dạ mời thầy. Dạ. Đưa thầy lên quan phủ. Dạ mời thầy ạ. Dạ. Thầy giỏi quá à. Phu nhân. Phu nhân khỏe rồi hả? Dạ bẩm quan, con thấy tiểu thơ cũng mạnh khỏe, đi đứng bình thường mà quan, thấy đâu có giống bệnh đâu. Đúng, thấy bình thường mà, chỉ không nói được thôi. Trời, tội nghiệp tiểu thơ quá, đẹp gái như vậy mà bị câm. Tầm bậy. Ủa, chỉ không nói được thôi chứ không có phải bị câm. Không nói được là bị câm đó quan. Ta nói là không nói được thôi, hiểu chưa? Dạ dạ, nói được. Nói nữa là người rớt đầu đó. Dạ hiểu, dạ hiểu rồi quan. Mà nếu như vậy á là có nghĩa là từ lúc tiểu thơ sinh ra là tiểu thơ không nói được, đến bây giờ chứ không phải là tiểu thơ bị câm đúng không quan? Lúc sinh ra thì ai mà nói được. Dạ. Nhưng nó chỉ không nói được dạo gần đây thôi. Hiểu chưa? Dạ con hiểu rồi. Nếu như mà thầy có thể chữa được bệnh của con gái ta, chỉ còn nói ba câu thôi, ta sẽ trọng thưởng. Ngoài ra còn gả con gái của ta cho thầy nữa. Dạ. Vậy là khó nữa rồi. Không làm được à? Dạ dạ. Dạ được. Ta có nghe quan tri huyện nói thì mất trí nhớ đúng không? Không lẽ ta lại phải dùng đòn roi để thầy nhớ ra phương pháp chữa bệnh? Con nhớ rồi, con nói là con chữa được mà. Ừ, được. Thầy đi vô thay quần áo mới cho ta. Dạ đã tạ quan. Thầy nhìn có vẻ đang rất đói đúng không? Dạ thưa, con ngại quá, nhưng mà có ăn cũng được. Thầy phải ăn uống no say mới trị được. À đúng rồi quan. Bây giờ con, tại vì con đi xa tới đây con đói bụng quá à. Quan có thể cho con xin một chút gạo, chút nước với lửa để con nấu cơm con ăn được không quan? Được, ta cho người nấu giùm thầy. Thôi thôi được rồi, thảo dân là người dân nghèo, là thường dân, tự con nấu con ăn con quen rồi. Không sao đâu, đừng ngại, ta đi đây. Dạ mời quan. Thôi, nấu cơm ăn thôi, đói bụng quá. Nấu cơm thôi. Sao kỳ vậy? Sao mà không đứng gì hết? Gì kỳ vậy trời? Trời ơi, có hai cái cục đá à, làm sao mà đứng vững được chứ? Ủa, vậy hả? Ngươi phải lấy thêm một cục đá nữa bỏ vô thì mới đứng vững được. Ba cục mới được hả tiểu thơ? Nhưng mà bây giờ kiếm đá ở đâu ra hả trời? Đá ở đâu bây giờ? Không biết đá ở đâu nữa. Khờ ơi là khờ. Cục đá đây nè. Ui dạ. Đây nè. À thì ra ở đây mà khờ mà. Quên. Dạ. Rồi. Hay quá, đa tạ tiểu thơ nha. Người gì đâu mà khờ quá. Phải mồi lửa, mồi lửa mới được. Lửa. Ủa sao nó không cháy vậy? Trời ơi, phải lấy cái bùi nhùi bỏ vô thì nó mới cháy được chứ. À bùi nhùi, có bùi nhùi mới cháy. Được rồi, đa tạ tiểu thơ nha. Ừ.
Bỏ xuống. Sao nóng quá vậy? Bỏ xuống. Trời ơi, người gì đâu mà khờ dữ vậy? Bỏ xuống. Trời ơi là trời, phải cho thêm củi vô chứ rơm nó cháy hết bây giờ. Trời ơi, khờ ơi là khờ. Quang ơi, nói quá trời luôn, nói hơn 3 câu luôn đó Quang. Cuối cùng thì con gái của ta cũng đã nói chuyện được rồi. Ngươi quả thật là một thần y đó. Trong suốt thời gian qua, ta đã phải trị tội biết bao nhiêu tên lang băm. Những tên đạo đức không có, mà lại còn tham lam nữa. Cuối cùng, ngày này cũng đã tới, con gái của ta cũng đã có thể nói chuyện được rồi. Ngươi ra trước, tắm rửa thay đồ. Ta sẽ chuẩn bị một bữa ăn thật thịnh soạn và ban cho ngươi thật là nhiều bổng lộc. Dạ, đa tạ quan. Bây đâu? Dạ. Mau đưa thần y vào trong, tiếp đãi chu đáo. Dạ. Sau đó quay lại đây. Dạ, mời thầy. Ta có chuyện cần căn dặn. Mời thầy đi đường này. Dạ. Dạ bẩm quan, hắn đúng là thần y. Dạ, con cũng thấy như vậy đó quan. Nhưng mà. Nhưng mà sao quan? Hắn nghèo quá, lại quê mùa, không có chức tước, không có quyền hành. Làm sao ta có thể xe duyên con gái của ta cho hắn được? Tiểu thư nhà ta là thiên kim, cành vàng lá ngọc. Bây giờ nó lại còn nói chuyện được nữa. Dĩ nhiên là phải sánh vai cùng với các công tử quý tộc nhà giàu, với các quan quyền trong cung. Làm sao vậy ta có thì... thể gả con gái của ta cho hắn? Không thể. Bẩm quan, con có ý này. Người nói đi. Quan. Nói đi. Quan. Mau nói đi. Quan cao quá, con nói không có tới. Dạ, quan. Hả? Dạ. Người. Dạ. Dạ, dạ. Hay, hay lắm. Nuôi ngươi không uổng cơm. Dạ. Tối nay dạ. cho ngươi con gà. Dạ, đa tạ quan. Dạ. Dạ. Đi. Dạ, con mời quan. Tất cả những dân làng ở đây, họ đang bị bệnh rất là nặng, cần phải chữa trị. Không biết thầy có thể chữa bệnh cho họ được không? Nếu như mà thầy làm tốt, ta sẽ ban bổng lộc và gả tiểu thơ cho thầy. Dạ mời quan. Thầy lo mà làm tốt nha. Chờ thì sớm được giờ. Có chữa bệnh không? Dạ. Tôi cũng biết nữa. Thưa bà con, ta là Úc, được quan phủ mời đến đây để chữa bệnh cho bà con. Có chữa bệnh á. Nhưng mà bây giờ, tại vì thời gian không cho phép, những ai mắc chứng bệnh nan y, bệnh nặng nhất ở đây mà bệnh nan y nha, sắp là không qua khỏi rồi đó, thì ở lại đây ta chữa. Còn những ai mắc bệnh thông thường, sức khỏe còn tốt, thì hẹn lại sau, ưu tiên cho người bệnh nặng. Dạ. Mời bà con về bớt đi. Bây giờ chỉ nên ở lại những người nào mà bệnh thiệt nặng thôi. Ai mà bệnh nặng nhất bây giờ hãy giơ tay lên giùm ta. Tôi. Nhiều vậy luôn sao? Thôi được rồi, bệnh nhiều ta trị được hết, yên tâm. Bây giờ ta xin trình bày phương pháp trị bệnh của ta. Đó chính là phương pháp lấy lửa thiêu trừ bệnh tật. Bà con thấy sao? Cái phương pháp này á là được lưu truyền từ dòng họ tổ tiên ba đời của ta truyền lại. Không phải ai cũng biết đâu. Thắc mắc đúng không? Bà con mới lần đầu tiên nghe phương pháp này có phải không? Đúng rồi. Như vậy nè. Rồi, ta nhìn cái tên này nè, nhìn là biết bệnh nè, bệnh nặng lắm nè. Qua đây, qua đây. Qua đây. Nhìn đây, da dẻ xanh xao, nhìn là biết bệnh gan rồi. Thì cái phương pháp của ta như thế này nha. Lấy một cây đuốc, nhóm lửa lên. Lúc đó lửa phần phật lên vậy nè. Rồi mình nhắm ngay cái gan nha. Mình nhắm thẳng ngay cái gan á, khi mà lửa còn cháy phần phật vậy nè. Mình đâm vô một cái. Sau đó mình xoay xoay thiệt mạnh vậy nè. Xoay. Rồi mình lôi cái gan ra ngoài. Đó. Rồi sẽ hết bệnh thôi. Dạ. Ngươi ở lại để ta chữa bệnh gan cho ngươi nè. Ê bà con. Để tự chữa. Bà con ơi. Rồi mấy người xa xa bị bệnh nặng gì đó, lên đây ta chữa luôn. Nè. Ây trời ơi, trời đất quỷ thần thiên địa ơi,
Phải trốn trốn trốn. Quả là thần y. Trời đất, thầy đang làm gì? Dạ, con thầy đang làm gì vậy hả? Con tập thể dục với quan để giãn gân giãn cốt sau khi chữa bệnh xong. À, đó, quan thấy không? Hồi nãy á, con đã trình bày cái cách mà con sẽ chữa bệnh cho người dân, nhưng mà dân làng đi về họ nói là tự trị. Đó, ai cũng vui vẻ về hết trơn rồi. Hay, đúng là thần y có một không hai. Dạ, ta nhất định sẽ ban rất nhiều bổng lộc cho thầy. Dạ, đã tạo quan. Còn nếu mà gả con gái cho thầy thì ta tiếc quá. Dạ quan, con xin thú thiệt với quan, tiểu thơ nhà quan là lá ngọc cành vàng, nam nhân ở trong thiên hạ ai cũng ước được sánh duyên cùng với tiểu thơ. Nhưng mà xin quan thứ lỗi vì con đã có người thương ở quê nhà. Vậy à, hên quá. Ủa, hên là sao quan? Tốt quá. Sao tốt vậy quan? À không, ta định nói tiếc quá mà tao nói nhầm. À, dạ dạ. Tiếc thiệt. Dạ quan, quan tốt với con quá. Đúng vậy, bây giờ ta sẽ ban cho thầy một thẻ bài. Hai tên lính này sẽ làm theo lệnh của người cầm thẻ bài này. Dạ, con đội ơn quan. Khi có bất kỳ việc gì, hãy đưa thẻ bài này ra thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Còn nếu như không giải quyết được thì sao quan? Đừng có đem bán đó. Dạ quan. Dạ vậy tốt quá, con đi về nha quan. Quan. Dạ, gì nữa vậy quan? Quần áo rách rưới quá. Bay đâu? Dạ, dạ. Thay một bộ y phục mới cho thầy. Dạ. Bẩm quan, thay y phục thì quan kêu hắn bỏ cái đao xuống được không quan? Bỏ cái đao xuống coi. Dạ. Gì vậy? Hết hồn. Thầy thông cảm, đây là thị vệ võ công rất là cao cường. Dạ. Nên hắn làm gì cũng mạnh bạo hết. Dạ. Người mau đưa thầy Lan, à không, thần y vào thay một bộ y phục thật đẹp, thật tươm tất. Dạ. Nhớ phải nhẹ nhàng dùng lễ để đối đãi đó. Dạ con biết rồi. Dạ, đội ơn quan. Mời thầy. Như vậy ta không cần phải gả con gái của ta cho một kẻ nghèo hèn, lại không phụ ân nghĩa với hắn. Mẫu thân, mẫu thân ơi, con về rồi đây. Ơi, mẫu thân, mẫu thân đâu rồi? Mẫu thân đây. À, con. Mẫu thân, mẫu thân. Con về rồi mẫu thân. Con. Mẫu thân. Thật con là ốc nè. Ốc của mẫu thân. Trời dạ. Ơi, con thật ốc. Thật ốc của tôi về rồi đây mà. Dạ, con về rồi. Con, mẫu thân mừng quá. Con. Lâu nay mẫu thân có khỏe không? Mẫu thân khỏe. Mẫu thân khỏe con. Hệ gì bất hiếu, con để mẫu thân ở nhà một mình. Mẫu thân ơi, nhà ông bà phù hộ, tổ tiên thương, nên con được về gặp mẫu thân. Con mày đánh nhiều lắm đó mẫu thân. Nhưng mà mẫu thân nhìn thấy con mặc y phục có đẹp không? Thấy con mặc y phục đẹp không? Chút xíu nữa là mẫu thân nhận không ra con đó. Dạ. Con nụ á, nó qua đây thường xuyên với mẫu thân lắm. Nó còn nấu thuốc cho mẫu thân uống nữa. Thiệt hả mẫu thân? Nụ qua đây thăm mẫu thân rồi sắc thuốc cho mẫu thân uống. Dạ. Nụ dễ thương hả mẫu thân? Con xin phép mẫu thân, con đi gặp nụ một chút rồi con về cho mẫu thân. Con đi. Dạ. Đi con đi lẹ. Dạ. Về nghe. Con về liền. Dạ. Cậu nụ kia cậu. Đâu. Ồ. Núp đi. Dạ. Núp sát vô. Ê, nụ. Công tử. Nàng đi đâu công vậy? Công tử tránh đường cho tôi về đi. Ta nói cho nàng nghe, chuyện ngày hôm Một trước á, nàng có lỗi với ta. Hôm nay ta sẽ cho nàng tạ lỗi với ta. Công tử. Nàng dìu ta đi. Buông tay ra. Lại là ngươi, 5 lần 7 lượt ngươi phá đám ta, còn đứng đó làm gì? Bắt nó cho ta. Dạ. Quân đâu? Dạ, đội hắn ra. Đánh 50 hẹo cho ta. Dạ. Đi. Tạ ta ra.
các người biết ta là ai không? Thả ta ra! Thả ta ra! Nụ! Dạ. Nụ, nụ có sao không? Đa tạ đại quan đã giúp đỡ. Kìa, nụ đứng lên đi. Ta vẫn là ốc của ngày xưa. Nụ đừng có làm vậy. Tiện nữ biết, nhưng mà bây giờ người đã là hiền tế của quan phủ rồi. Không phải như vậy, ta đã từ chối rồi, cho nên bây giờ ta mới đi về đây để tìm nụ nè. Nụ ơi, ta nói nghe nè, nụ có muốn cùng ta kết duyên phu thê không? Cái nhẫn ta tặng cho nàng, nàng vẫn còn giữ cho đến bây giờ. Có nghĩa là nàng đã đồng ý rồi đúng không?